Xin chào mọi người, sáng hôm nay ngày thứ hai ngày 23 tháng 9 2024 mình đi làm từ ở quận 7 mình đi qua quận 1, và trong cái video này mình quay các bạn chị xem là trên cái đường phố Sài Gòn từ khu vực ở quận 7 đi qua quận 1 nó sẽ như thế nào. Thì mình đang đi trên đường, đây là đường Trần Xuân Soạn. Con đường này thì vào những cái mùa triều cường á, nó hay bị ngập như thế này. Thì cái lúc mình đang quay này thì khoảng 7 giờ sáng, và lúc này là ngập ít á, nó chỉ là gọi là thấm dưới đường thôi, nó chưa có phải là ngập cao điểm lắm. Này, cái khu vực này là gần cầu Tân Thuận. Những cái lúc mà triều cường cao á thì nó ngập rất là nhiều. Buổi sáng thì cái lưu lượng xe máy sáng đầu tuần người ta đi làm rồi đưa con gái đi học, cộng với là những cái xe tải từ cái khu cảng chở hàng ra, cho nên là cái khu vực cái đường phố ở quận 7 này khá là đông. Thì một số các bạn chị mà sống ở miền Nam á, ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh nè, Cần Thơ, hay là một số cái địa bàn ở đông miền Nam á, thì sẽ biết triều cường là gì. Tức là cái mực nước sông á, mực nước biển nó dâng lên, thì nước sông nó dâng lên và nó gây ngập là một số tuyến đường, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Cần Thơ. Nhìn chung thì buổi sáng trên đường ở Sài Gòn thì lúc nào cũng tấp nập, và ở khu vực nào cũng khá là đông. Xe người ta đi lại hối hả, và cái lưu lượng xe đông. Tuy nhiên rằng cái ở khu vực mà mình đang quay các bạn chị xem là quận 7 á, lát nữa mình qua quận 4 rồi mới tới quận 1 á, thì nhìn chung thì cái lưu lượng xe nó không đông lắm. Nhưng khi mà qua bên quận 1 rồi thì nó sẽ rất là đông. Đây mình đang đi lên trên cái cầu Tân Thuận 1. Thì cầu này là người Pháp xây dựng khá là lâu rồi, và là một trong những cây cầu gọi là cổ xưa nhất ở Sài Gòn. Cầu này bằng sắt, thì nó cũng giống như những cái cầu Trường Tiền ở Huế nè, hoặc là một số cây cầu ở phía Bắc ấy, thì các bạn chị thấy kiến trúc nó giống như thế này. Cây cầu này là nối giữa quận 7 và quận 4. Từ đây á, nếu mà đi thẳng cái đường Nguyễn Tất Thành á, để qua quận 1 á, thì nó sẽ gần hơn và nó thuận tiện. Tuy nhiên là nó kẹt xe buổi sáng á, đặc biệt là đường Nguyễn Tất Thành này thì luôn luôn kẹt xe. Cho nên mình đi rẽ xuống cái đường Tôn Thất Thuyết, sát cái đường bên hông cái bờ kênh, gọi là cái dòng kênh Tẻ này, để mình đi băng qua quận 4. Tại vì đi qua bên đường Nguyễn Tất Thành á, thì nó có một đoạn thôi, khoảng đâu đó hơn 1 cây số, nhưng mà kẹt xe kinh khủng lắm, và đứng hầu như là nhích từng bước một. Khu vực quận 7 là Nhà Bè, hay là quận cái khu vực mình đang đi, thì các bạn chị cảm giác là giống như là ngoại thành đó. Còn đi vào những những quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5, quận Phú Nhuận hay là Tân Bình đó, thì nó mang dáng dấp là trong bên trung tâm thành phố hơn. Đây là đường Tôn Thất Thuyết ở quận 4. Thì bên này đường Tôn Thất Thuyết là quận 4, còn bên hướng quận 7 á, cũng song song với cái đường này là đường Trần Xuân Soạn. Thì tên của hai cái nhân vật mà Tôn Thất Thuyết nè, Trần Xuân Soạn á, thì là một là hai vị tướng quân ha, của dưới triều Nguyễn. Ở quận 4 thì chỉ có cũng vài con đường gọi là đúng nghĩa là rộng và thoáng thôi. Ví dụ như đường Tôn Thất Thuyết nè, đường Hoàng Diệu, đường Khánh Hội, đường Bến Văn Đồn hay đường Nguyễn Tất Thành á, thì nó thoáng và nó gọi là xe cộ đi lại hai chiều thoải mái, có xe ô tô chạy nữa. Còn lại khoảng 90% gọi là những cái tuyến đường ở quận 4 là đường nhỏ, đường hẻm. Quận 4 là cái quận mà có cái diện tích rất là nhỏ ở Sài Gòn và có cái dân số đông nhất. Người dân sống ở những khu vực trong những cái khu phố rất là đông. Này bên tay trái thì cũng có hình như là cái dự án xây dựng cái chung cư cao tầng gì đó mà hình như là lâu lắm rồi cũng chưa có khởi công và đắp chiếu lại lâu nay. Thì sáng nay là sáng đầu tuần và cái cuối tuần vừa qua thì cũng như là cái thời gian khoảng 2-3 tuần đến đây thì Sài Gòn mưa khá là nhiều. Mưa rồi ngập đường. Sáng hôm nay trời có gọi là nắng lên một tí. Mùa này mùa mưa, mưa bão cho nên là ảnh hưởng khá là nhiều. Đường phố Sài Gòn thì cái việc mà thoát nước, tiêu nước trong những cái lúc mà mưa lớn thì nó không triệt để, cho nên là hầu như là khu vực nào cũng bị ngập nước, đặc biệt là giờ cao điểm thì kẹt xe kinh khủng, cho nên đi lại trên những tuyến đường ở Sài Gòn mà những cái giờ tăng tầm mưa lớn thì rất là vất vả. Ở Sài Gòn thì dân số khoảng hơn 10 triệu người, cho nên là cả thành phố cái về giao thông hay là về người dân đi lại trên đường phố đều là nó đông, mà đặc biệt là hầu như là những cái khung giờ buổi sáng rồi buổi chiều khoảng 5-6 giờ chiều khá là đông. Đây là cái cảnh trên đường. Đây là đường Tôn Đản, nối từ đường Tôn Thất Thuyết đi qua đường Nguyễn Tất Thành. Thì nhìn chung là những cái đường phố ở quận 4 như mình nói khi nãy thì nó cũng khá là chặt như thế này. Còn lại là những cái tuyến đường hẻm khá là nhỏ. Ở Sài Gòn thì người dân dân số đông và cái người dân về tập trung ở đây sinh sống, làm ăn, buôn bán, học tập mà nó khá là nhiều. Thì nhìn chung thì ở Sài Gòn thì cái mức sống nó cao hơn các địa phương khác, và buôn bán thì nó cũng đủ các loại ngành nghề rồi, từ cao cấp cho đến người buôn bán hàng rong đều có thể sống được. Thì khoảng 2-3 năm nay thì từ lúc mà dịch Covid đến nay thì kinh tế nhìn chung thì có cái phần trầm lắng hơn. Tuy nhiên thì cái lượng người ở các tỉnh người ta về tới Sài Gòn buôn bán hay là làm việc, sinh sống, học tập thì cũng khá là đông. Thường thì ở Sài Gòn ví dụ như đi từ quận 7 tới những cái khu vực, ví dụ như là mình đi từ nhà đi tới sân bay hay là đi tới một cái địa điểm nào đó thì phải tính cái khung thời gian từ 30 phút trở lên. Tại vì thường nó xảy ra hiện tượng là kẹt xe. Lúc này mình đang đi trên đường Đoàn Văn Bơ, và cái con đường này thì hai bên là cũng nhỏ thôi, và người ta buôn bán như một cái chợ đó, và từ rau quả, thực phẩm, thịt cá. Tại vì cái đường này thì nó gần cái chợ Xóm Chiếu, và người ta buôn bán thì nó cũng khá là sầm uất trên con đường này, bán tràn ra cả vỉa hè, đủ các mặt hàng từ rau, củ quả, trái cây, hoa quả, thực phẩm chế biến, rồi cá, thịt cá, rồi đủ các mặt hàng ở trên cái con đường này, giống một cái chợ thu nhỏ luôn. Thì đi thấy con đường này là mình sẽ đi tới cây cầu Ca Mét để qua quận 1. Thì thường trên con đường này người ta bán đồ ăn sáng, ví dụ như từ bánh mì hay là những cái đồ ăn sáng có thể là mua mang đi chẳng hạn. Nhiều cái quầy bán hàng thực phẩm trên cái con đường này. Tất nhiên thì các bạn chỉ biết là ví dụ như mình không thể so sánh được với là những cái nước như là Thái Lan hay là những cái nước phát triển như Singapore hay là Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên là cái phát triển ở mỗi nơi thì nó mỗi khác. Sài Gòn thì có những cái khu vực cũng phát triển, cũng xây dựng, cũng nhà cao tầng. Tuy nhiên là cũng có nhiều khu vực là khá là bình dân. Đây là cái ngã tư đường Hoàng Diệu và đường Đoàn Văn Bơ, có cái tín hiệu đèn giao thông. Lúc này mình đang đứng chờ tín hiệu ở đây, và xe cộ thì nườm nượp đông. Lúc này mình đi lên cái cầu, cầu này là cầu Ca Mét, nối giữa quận 4 và quận 1. Thì đi qua khỏi cái cầu này thì bắt đầu tới địa phận của quận 1, qua bên trung tâm thành phố rồi. Lúc này khoảng 7 giờ 15, 7 giờ 20 phút buổi sáng thì lúc này thì những học sinh ví dụ như từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều đã vào lớp, vào trường là vì học từ bắt đầu từ 7 giờ, cái khung 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, cho nên là cái lưu lượng mà phụ huynh đưa con tới trường thường là cái khung giờ trước mà 7 giờ 15, trước 7 giờ đối với một số cái trường học. Đây là cái quang cảnh bên đường Võ Văn Kiệt ở quận 1. Thì cái tòa nhà cổ các bạn đang thấy trên màn hình đây là tòa nhà Ngân hàng Nhà nước. Và cái đường này thì đường Võ Văn Kiệt, trước đây là đường Bến Chương Dương. Qua bên khu quận 1, bên trung tâm thành phố thì đường phố nó rộng hơn. Đây, cái góc này nhìn về cái tòa nhà Bitexco. Tòa nhà hiện tại là cao thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và là đây là cái quang cảnh trên đường Võ Văn Kiệt buổi sáng, lúc này khoảng 7 giờ 20 phút. Phía trước mà trên cao các bạn thấy là cái cầu Khánh Hội, là một cái cầu mà từ quận 1 qua quận 4, nối từ đường Tôn Đức Thắng đi qua cái đường Nguyễn Tất Thành. Lúc này mình đang đi dưới cái dạ cầu để đi lên cái đường Tôn Đức Thắng này. Thì bắt đầu qua bên khu trung tâm thành phố thì nhiều cái tòa nhà cao ốc văn phòng, nhiều cái khách sạn hay là nhiều cái cao ốc văn phòng cao tầng hơn. Còn bên quận 7, quận 4 thì nhìn chung là đường phố chật hẹp. Bên đây là đang là cái công viên Bến Bạch Đằng, và bên này là cái đường Nguyễn Huệ, là trung tâm quận 1 đây. Lưu lượng xe buổi sáng từ mọi người đi làm, đi học khá là đông. Trên cái mặt tiền đường Tôn Đức Thắng này, cái khúc mà chỗ cái công viên Bến Bạch Đằng này thì rất là nhiều khách sạn, như khách sạn Majestic này. Tới đây thì cái đường chỗ này là một cái vòng xoay công trường Mê Linh. Ở đây có một cái bức tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, xây dựng khoảng năm 1965. Và công trình này thì mới được trùng tu gần đây, trùng tu của công viên chỗ cái tượng đài này. Thì cái tượng đài, cái khu vực Bùng Binh này, cái vòng xoay này thì là một trong những cái vòng xoay mà có thể nói là đẹp nhất ở Sài Gòn. Lưu lượng xe cũng như là những cái tòa nhà cao tầng ở khu vực này khá là nhiều. Thì vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều, thì khu vực này cũng xảy ra ùn ứ kẹt xe khá là nhiều. Nếu mà một người ở một khu vực khác, ví dụ như ở một cái tỉnh miền Trung hay là miền Bắc nào đó mà lần đầu tiên tới Sài Gòn thì thấy cái việc mà chạy xe máy trên đường thì không có quen, và các bạn chị phải ở Sài Gòn, sống Sài Gòn một thời gian, ít nhất là vài tháng, mình xách xe máy mình chạy ngoài đường thì mới quen với cái việc mà chạy xe ở ngoài đường. Thì tất nhiên là xe máy hay xe ô tô thì một điều khiển một thời gian thì mới quen được cái việc mà gọi là kỹ thuật chạy xe trên đường á. Đây là mình đang đi ra cũng là đường Tôn Đức Thắng, và đi ra cái đoạn này là người ta mới làm một cái cây cầu, cầu này gọi là cầu Ba Son. Thì có một nhánh là đi lên giữa cầu để mà đi qua bên hướng gọi là bây giờ gọi là Thủ Đức, trước kia gọi là quận 2 đó. Một cái nhánh bên này là dành cho xe máy, xe hai bánh thôi. Còn cái nhánh bên tay trái phía dưới cái kia làm cho xe ô tô, xe bốn bánh đi. Phía trước những cái dự án mà chung cư cao tầng bạn chị đang thấy trên màn hình đó, thì trước đây là cái thuộc cái nhà máy đóng tàu Ba Son. Thì cách đây khoảng đâu đó hơn 10 năm thì người ta đã giải tỏa và di chuyển cái nhà máy nó xuống đâu hướng Nhân Trạch, Nhà Bè, và cái người ta xây dựng những cái dự án dân cư, những cái chung cư cao tầng trên nền cái nhà máy đóng tàu Ba Son. Đây là một cái nhánh cầu từ phía bên quận 2 chạy xuống đường Tôn Đức Thắng này. Và cái đường này thì trước đây thì có rất là nhiều cái cây xanh, cây cổ thụ mà rất là cao á. Thì để việc mà thi công cái cây cầu này thì người ta đốn hết cái đường cây xanh ở trên đường Tôn Đức Thắng này. Rất là tiếc nuối, tại vì thi công xây dựng cái cây cầu cho nên là lấy không gian để việc thi công, việc xây dựng cái cầu này. Thì buổi sáng các bạn chị thấy là bên tay phải của mình đang quay ra là cái công trình xây dựng cái chung cư, cái tòa nhà cao tầng ở hướng cái nhà máy đóng tàu Ba Son cũ trước đây á. Thì công nhân hay người lao động làm việc trên công trình thì người ta mua đồ ăn sáng hay là xếp hàng đi vào cái công trình xây dựng. Buổi sáng thì ở cái khu vực này khá là đông, xe từ các nơi chạy đi tới khu vực này, rồi ta đi tới Bình Thạnh, đi tới quận Bình Thạnh đó, rồi đi quận 3, quận Phú Nhuận. Lưu lượng xe khá là đông. Bây giờ mình rẽ ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi mình quẹo lại trên cái đường Nguyễn Bình Khiêm. Đây là bên tay phải là cái những cái dự án xây dựng trên cái nền của nhà máy đóng tàu Ba Son trước đây. Hiện tại là những khu vực này là những cái dự án chung cư cao cấp. Đây chờ để qua đường, và khu vực này thì gần cái trường học, gần cái trường mầm non cũng như là cái trường cấp 3 trên cái đường Nguyễn Bình Khiêm, cho nên là lưu lượng xe buổi sáng khá là đông. Bên tay trái là một số cái trường học như trường mầm non nè, rồi trường trung học phổ thông Trưng Vương. Bên tay phải đây là cái gọi là sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đường Nguyễn Khiêm này cũng là một trong những cái tuyến đường mà còn lại nhiều cái cây xanh cổ thụ. Đây là cái bãi xe của một số cái người đi làm văn phòng gần đây, người ta gửi ở phía bên bên sở thú, cái cổng vào của sở thú. Lúc này thì mình quẹo qua cái đường Lê Dũng. Con đường này trung tâm quận 1, và từ đây là cái trước cổng sở thú là mình có đi thẳng một mạch là khoảng đâu đó hơn một cây số là sẽ tới Dinh Độc Lập. Đường là rộng, khoảng 4 làn xe ô tô, hai làn xe máy hai bên, tức là mỗi bên 3 làn xe. Rồi tới đây chờ đèn xanh đèn đỏ nè. Ngã tư này là đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng ở cái cầu Ba Son ta vừa chạy xuống á. Và lúc này đi qua cái đoạn này là đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước đài truyền hình. Đó, các bạn chị có thể thấy trên mình đang quay trên màn hình đó là cái lưu lượng xe buổi sáng khá là đông. Lúc này thì khoảng gần 7 giờ 30 phút buổi sáng. Xe ô tô, xe máy rất là đông, rất là nhiều. Thì trên đường Lê Duẩn này thì có rất là nhiều cái tòa nhà, ví dụ như là khách sạn 5 sao, hay là những cái công trình như là văn phòng chính phủ, hay là một số cái tòa nhà của các cơ quan ngoại giao á, đặc biệt là cái tòa nhà, cái công trình tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ, Tổng lãnh sự quán của Pháp, rồi Tổng lãnh sự quán của Cộng hòa Liên bang Đức trên cái con đường này. Phía trước cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đường Mạc Đỉnh Chi này thì thường là buổi sáng phía trước cái tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ thì từ thứ Hai đến thứ Sáu thì mình đi ngang qua, phải nói là rất là đông. Mọi người đứng đây xếp hàng để vào phỏng vấn xin visa đi Mỹ, trong các diện như là định cư nè, du lịch, du học, thăm thân nhân. Đường phố lúc nào các bạn chị cũng thấy là hối hả và đông hết. Đây bên tay phải của mình đây là tòa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ha. Và cái lúc này thì cái lượng người xếp hàng thì không có nhiều. Thường thì có khung giờ và người ta vào người ta xếp hàng đây phỏng vấn ở các diện như mình khi nói khi nãy, từ đi học, thăm thân nhân, định cư, du lịch. Hình như là sáng nay có một cái diễn tập phòng cháy chữa cháy của một cái tòa nhà văn phòng gần đây. Hình như là vậy cho nên là xe ùn ứ khá là nhiều. Xe đông. diễn tập phòng cháy chữa cháy ở cái tòa nhà, cái cao ốc văn phòng phía trên này. Đây là cái cổng chính của cái mặt phía trước của Tổng lãnh sự quán Mỹ. Kế bên là cái khu vực Tổng lãnh sự quán của Pháp. Đi qua cái đoạn này thì đang bị kẹt xe một tí, xe đông. Một số cái phương tiện chuyên dụng để diễn tập phòng cháy chữa cháy thì người ta đang đậu ở đây, cho nên là xe đi qua đây khá là đông. Phải đi qua hết cái ngã tư đường Hai Bà Trưng này thì mới đỡ. Đi qua khỏi cái ngã tư đường Hai Bà Trưng này thì bắt đầu thông thoáng hơn. Thì cái đường Lê Duẩn này thì những cái dịp mà đặc biệt là 30 tháng 4 á, thì trên cái đường này người ta thường là có đua xe đạp này hoặc là diễu hành những cái dịp lễ lớn á. Ở đây thì mình đi thẳng tới một đoạn nữa sẽ là Dinh Độc Lập á, phía xa xa là cái tòa nhà Dinh Độc Lập, nhìn thẳng ra con đường này. Bây giờ mình quẹo trái đi xuống cái hướng đường Đồng Khởi ha. Phía bên tay trái là cái công trình là nhà thờ Đức Bà, và công trình là đang trong quá trình trùng tu. Khoảng đâu đó 3 năm nữa là sẽ hoàn thành, dự kiến là năm 2027 sẽ hoàn thành cái quá trình trùng tu lớn nhất từ trước đến nay của nhà thờ Đức Bà. Ở khu vực này thì có bưu điện thành phố nè, nhà thờ Đức Bà là một trong những điểm tham quan du lịch rất là nổi tiếng mà nhiều khách khi tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh người ta đều chọn viếng thăm. Đây là đường Đồng Khởi ở quận 1. Thì đường này một chiều từ nhà thờ Đức Bà đi thẳng một chiều xuống đến đường Tôn Đức Thắng. Lúc này mình rẽ tay phải lên đường Lê Thánh Tôn. Ở đây có cái tòa nhà gọi là biểu tượng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là một trong những công trình mà cổ xưa mang tính kiến trúc mà rất là nổi bật. Rồi lúc này mình đi vào đường Nguyễn Huệ. Thì đường Nguyễn Huệ này thì trước đây thì người ta có hai cái làn đường ở giữa, hai cái lane ở giữa để cho xe ô tô chạy. Tuy nhiên gần đây thì sau này người ta cải tạo lại, người ta làm khúc giữa là cái đoạn giữa là gọi là cái tuyến đường, tuyến phố đi bộ thôi. Đây là đường Lê Lợi. Thì bên tay trái như là người ta đang tổ chức cái triển lãm trưng bày gì đó và người ta đang căng bạc ra, cho nên xe ô tô chạy vào cái lane của xe máy luôn bên này. Trước đây thì đường Lê Lợi này cây xanh cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là có một thời gian người ta thi công cái đoạn đường metro, tàu điện metro mà cái đoạn ngầm dưới đi từ Bến Thành đó, đi tới ga Bến Thành, cho nên là cây xanh bị đốn hạ khá là nhiều. Và gần đây thì người ta mới trồng lại một số cái cây giống như cây me, loại cây lá nhỏ thôi. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì cái tuyến đường này cũng đã được một chiều từ sân bay Tân Sơn Nhất đi vào trung tâm thành phố. Đây là đường Hàm Nghi ở quận 1. Đến đây mình xin kết thúc cái video quay cảnh đường phố buổi sáng. Xin cảm ơn các bạn chị đã theo dõi. Hẹn mọi người ở những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn chị rất là nhiều.